Thưa quý vị, dưới chuyển biến tích cực của kinh tế cả nước khi COVID-19 phần nào được đẩy lùi, những xu hướng tiêu chí mới hướng đến người tiêu dùng, môi trường và phát triển bền vững, nhiều doanh nghiệp doanh nhân đã tích cực chuyển đổi số, nâng cấp giải pháp dịch vụ, trở thành điểm sáng của năm 2022. Nổi bật trong số đó là Schneider Electric Việt Nam với giải pháp kỹ thuật số tự động hóa và năng lượng được vinh danh trong top 20 hàng Việt tốt 2022 tại lễ tổng kết hàng Việt tốt dịch vụ hoàn hảo vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2022 diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Ngoài danh hiệu top 20 hàng Việt tốt năm 2022, tập đoàn Schneider Electric là cái tên đáng chú ý tại sự kiện khi đồng thời là top 20 thương hiệu nổi tiếng năm 2022 cho thương hiệu Schneider Electric, danh hiệu doanh nhân vàng Việt Nam năm 2022 trong Đồng Mai Lâm, Tổng Giám đốc. Trong năm nay, Schneider Electric là đơn vị tích cực trong việc phát triển một chiến lược bền vững, chiến lược xanh, đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 ở cả khía cạnh quản lý doanh nghiệp, tự động hóa công nghệ, tư duy cộng đồng và cơ hội khách hàng. Ví dụ như là trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, thì chúng tôi đề ra là tất cả những cái sản phẩm, những cái giải pháp của tập đoàn Schneider Electric là phải đạt được những cái tiêu chí về xanh, về sạch. Và tất cả những sản phẩm chúng tôi phải được kết nối lại với nhau để có thể phục vụ cho cái tiến trình số hóa trong việc quản lý năng lượng. Trong xu hướng điện hóa nhiều ngành công nghiệp, Schneider Electric giúp tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số với nhiều giải pháp phục vụ thành phố thông minh, y tế, khai thác mỏ, bất động sản, phương tiện chạy điện, v.v. Để đạt được mục tiêu giảm khí thải về không, net zero, xây dựng mạng lưới điện tương lai, doanh nghiệp này cho rằng cần có sự đồng hành từng bước cùng chính phủ trở thành đối tác số cho các doanh nghiệp Việt. Và với những cái tính toán của tập đoàn Schneider Electric thì chúng tôi khi mà chúng ta số hóa cái hệ thống, đặc biệt ví dụ như là chúng ta chỉ cần số hóa 50% toàn bộ những tòa nhà của trên thế giới là chúng ta có thể giảm thải được cái 50% cái lượng phát thải carbon. Ngoài Schneider Electric, nhiều doanh nghiệp số hóa như BKV, Vinbig Data, LS Electric, Homji cũng được vinh danh trong khuôn khổ sự kiện do Viện Kinh tế và Văn hóa phối hợp Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng đồng tổ chức.